con chỉ bác là thu vô cái điện thoại rửa cho cô ta. Tao tự nhiên giờ mở đầy quán nghe vậy. Trời ơi. Tấn ơi, dễ sợ luôn á. Ê, cùng nhau hát cái điệp khúc đi. Tấn muốn yêu từ dài đâu. Thiên Tài. Dạ. Bác hỏi nãy giờ sao mày không trả lời? Mày có biết tư vấn về tình cảm không? Chà, ở dưới quê tụi nó gọi con là chuyên gia tư vấn tâm lý á bác. Bác cần gì cứ hỏi. Thiệt không? Thiệt. Mày biết không? Trời, biết sao không? Bác cứ thoải mái đi. Bây giờ bác đặt tim gan phèo phổi vào đây, con phân tích hết cho. Chuyện lặng vậy nè. Bữa trước á, cái bác đang đi trên đường, cái bác chóng mặt. Dạ. Cái xong cái tao xỉu. Ừ. Cái khi mà tao tỉnh dậy á, tao thấy bà Tư. Gì? Bà thấy bà Tư hả? Không, tao thấy một cô gái. Ơi, hết hồn. Đó, mà cô gái đó dễ thương lắm. Ở trong lúc mà bác xỉu là cổ lo lắng, cổ chăm sóc, cổ làm cho bác tỉnh lại. Mà chân dài không bác? Không, chân ngắn. Chân ngắn mới đúng với bác, chứ chân dài bác giới sao tới. Vô duyên luôn. Giờ nghe tiếp không? Nghe, bác nói đi, bác nói đi. Đó. Cái bác tỉnh lại con ơi. Xong cái từ bữa đó tới bữa nay á, cái trong lòng bác là sao á, giống như có một cái gì đó nó thay đổi, không phải con người của bác. Ta tỉnh là sao á? Cứ như là mỗi lần mà ta về tới nhà là ta nhớ những hình ảnh của cổ. Mà ta giống như là ta nhớ cái cổ, ta làm gì ta cũng thấy hình ảnh cổ chứ. Mà mỗi lần gặp cổ cái tim ta nó đập nhanh mà mạnh lắm. Vậy là bác cảm nắng người ta rồi. Nhỉ? Trời ơi, con biết không, cái lúc mà tỉnh dậy nha, ta nhìn cổ, lúc đó mới phát hiện được cổ đẹp. Vậy là bác cảm nắng rồi. Cảm nắng làm sao? Nói chung là yêu đó. Mà đó có phải là yêu không? Không biết. Mày kỳ quá, mày chọc ghẹo tao hoài à. Bác mày còn giúp coi, vậy là tao yêu rồi hả? Vậy là yêu rồi bác ơi. Bây giờ yêu rồi, bây giờ tao phải làm sao? Phải tỏ tình thôi. Mà tỏ tình sao? Tỏ tình có nhiều cách mà. Bây giờ là bác tặng người ta một cái món quà nào thật ý nghĩa để nói hộ cái lòng của bác. Tặng quà hả? Tư, anh tặng em. Tư, anh tặng em. Anh tặng. Ủa? Ủa? Bác Tư tặng quà cho con hả? Không có. Đưa bà Tư nghe. Ê, ê, nè, con. Dạ. Con, ê, con, cần, ơi, cần. Nè, nè. Là sao? Anh tặng em. Sao giống cúng dữ vậy trời? Anh tặng em. Tặng em. Tặng quan trọng là tấm lòng, thương biết bao nhiêu, cảm ơn nha. Con đi vô ạ. Mai chú nha. Hàng xóm vui vẻ. Mà cái hộp, đi. Tình làng nghĩa xóm, sao bà không lấy mà cô hồn lấy không vậy trời? Quá tàm ba bận, lần này nhất định phải tử thủ, đưa tận tay nàng. Cắt
trời ơi, hãy Tứ tới quà, quà, quà. Quà cho con hả? Trời ơi, tôi cảm ơn Tứ nha. Ủa, thích quá hả? Ba mẹ con có quà, giờ con cũng có quà nữa. Con hứa với ông Tứ luôn, lạ ha, một ngày nào đó bài văn con sẽ tả về người hàng xóm tốt bụng của Misa. Trời ơi, thích quá à. À quên nữa, ông Tứ ơi, ba con á, cảm ơn ông Tứ cái đồng hồ nha. Nhìn nó hơi bánh bẹo tí, nhưng mà đeo vô cũng sang chảnh lắm nha. Ông Tứ có muốn nói gì nữa không? Dạ thôi, bye bye ông Tứ nha. Con cảm ơn ông Tứ. Mày giúp tao đi, lần trước mày chỉ tao tỏ tình cái kiểu gì tốn tiền thấy bà nụi. Mày kêu tao tặng quà mà cái người đáng được nhận không có nhận được. Bây giờ tao khánh kiệt rồi, tao hết tiền luôn rồi nè. Tao còn có 50 ngàn ăn trong tuần đó. Thiệt, giờ chỉ cách khác đi con. Thì bây giờ bác tặng món quà tinh thần đi. Nó không có tốn tiền mà nó còn có ý nghĩa nữa bác. Món quà tinh thần là sao? Mày nói cụ thể luôn đi. Mày nói bóng nói gió hoài mệt. Cái món quà tinh thần á là ví dụ bác hát tặng cho người ta một bài đi, nói lên cái nỗi niềm của bác cho người ta nghe. Nhưng mà mỗi lần tao gặp cổ á, tao rung lắm, tao hát không có được. Rung mà ai không rung, bác tỏ tình mà. Không mấy giờ bác thu âm đi điện thoại đi, rồi đến đó play cho người ta nghe thôi. Ê, tôi phải công nhận mày là thiên tài luôn á. Dù mình có rung cỡ nào thì cái giọng mình đã thu trước rồi. Dạ, đúng không? Đúng. Mà hát bài gì, hát bài gì giờ tao không biết hát bài gì luôn á ta. Bài tỏ tình hả? Buligo. Buligo nó đang gộ á bác. Bây giờ bác hát một cái là dính chắc luôn. Bogo hả? Dạ. Bogo đang ngộ. Dạ. Hát Bogo hả? Dạ. Thử à. Từ lúc quen em chưa nói một lời gì, tỏ tình anh mến em à. Rồi được rồi bác, được rồi bác. Bảo đảm là fail chắc luôn. Hả? Chết chắc. Là không có dính, đúng rồi. Bài đó giờ mày kêu Bogo đang gỗ. Thôi bỏ đi. Bác chơi bài nào mà nó sôi động mà nó trữ tình nha. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Dính chắc. Dính hả con? Dính. Bài này được hả con? Được. Ta thu liền. Chơi liền. Tao chơi luôn. Dạ. Phải công nhận cái thằng thiên tài nó đúng là thiên tài. Tư muốn yêu Tư đậm sâu. Sao lâu quá trời hẹn, không biết có đi chợ hay đâu. Hẹn quá trời sao không nào ra. Tư muốn yêu Tư dài lâu. Tư muốn yêu Tư. Trời đất ơi. Tư ơi Tư đừng có hù như vậy. Hù như vậy là Tứ đứng tìm Tứ chết. Xong rồi hai đứa chia lìa. Xong rồi cái đổ thừa là ông trời ông ngang trái. Thấy không? Trời ơi sao mày đặt bữa nay mà được ông trời ngang trái. Rồi làm thơ văn đâu mà phúng ra vậy trời. Trời mới học. Nghe. Hồi đó giờ chưa có nghe thơ văn vậy sao? Chưa nghe bao giờ, đứa nào nghe chết học máu á. Vậy chắc sắp chết rồi. Không phải ý nó là sắp nghe. Rồi nè. Nói kêu người ta ra rồi có chuyện gì quan trọng rồi thôi nói đi. Lần trận gì? Chuyện đó đó. Vậy đó là chuyện gì? Thì chuyện đó đó. Tôi nói đại ra cho rồi đi. Cái chuyện đó hoài à. Nôn lắm rồi bà ơi. Thấy mặt là thấy nôn lắm rồi nè. Nói đi. Ghét gì đâu. Đâu nha. Để đánh nhẹ. Lắng tai nghe nha. Nghe cho tặng rõ. Tặng quà không? Tặng quà. Tôi biết ngay tôi nghi nghi vậy đó. Tôi nghi đó, tại vì ở nhà anh tôi cũng có quà, không lẽ mình không có quà. Rồi, chị gì? Lắng nghe nha. Nghe món quà nha. Rồi. Nha. Rồi, nghe. Lắng tai cho kỹ, nghe từng chữ, từng câu nha. Lắng nghe đi. Quà đó.
lắng nghe. Thì lắng nghe nè. Trời ơi, sao mà nó không nghe vậy trời? Cái loa bị hư hay gì vậy? Ê nè, nè nè nè. Hả? Tôi không ở không nghe. Biết bao nhiêu công chuyện ở nhà. Chưa ra nhanh đi, nhanh 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 là có chuyện này quan trọng đi rộng rộng nè. Thì nhận quà nè. Thôi cái dẹp đi. Lắng nghe. Đừng có làm cho tôi quê vậy. Bỏ cái chuyện mà chọc chơi gì nghe chưa? Tào lao. Dẹp đi. Trời ơi, trời đất ơi, sao nó không nghe gì hết trơn vậy trời? Chắc nãy rớt rồi nó hư hay sao á. Thì người ta nói không sai mà. Điện thoại của bắp. Trời. Trời ơi. Cái điện thoại này của ông Tư mà. Mình thích nó lâu lắm rồi, xin ổng không cho. Tự nhiên bữa nay mình thấy nó nằm ngoài đường. Trời ơi, Mộng Thường ơi, đúng là mày tới thời rồi, không ai cản được mày đâu. Yeah. Nhanh, từ từ, cờ cho suy nghĩ chứ. Đâu nữa? Quýnh vô xong, để không? Quýnh vô đây. Quýnh cờ tướng chứ quýnh cờ chờ đâu, đợi quá vậy. Cãi người ta đánh xe suy nghĩ. Phải làm gì nữa? Giỡn mà. Giỡn hả? Đợi chút xíu ơi. Nước đang sôi. Ê, chết rồi nè. Từ muốn yêu từ dài lâu. Từ muốn yêu từ đầm sâu. Từ muốn yêu từ dài lâu. Sao 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 giọng của ông Tư vậy? Giọng ông Tư với ai nữa? Ủa vậy luôn hả? Trời ơi, muốn yêu từ dài lâu. Từ muốn yêu từ đầm sâu. Trời ơi, từ không có lời này chú hát hay vậy luôn nghe. Hay quá, hay quá, tới rồi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Ôi bác Tư, con chỉ bác là thu vô cái điện thoại rửa cho cô ta. Tao tự nhiên giờ mở đầy quán nghe vậy. Trời ơi, tớ muốn yêu từ đầm sâu. Tớ muốn yêu từ đầm sâu. Ê, cùng nhau hát cái điệp khúc đi. Tớ muốn yêu từ dài lâu. Tớ muốn yêu từ dài lâu. Tớ muốn yêu từ đầm sâu. Tớ muốn yêu từ dài lâu. Tớ muốn yêu từ dài lâu. Nhột quá. Tớ muốn yêu từ đầm sâu. Tớ muốn yêu từ dài lâu. Thì ra ông Tứ thương thầm trộm nhớ bà Tư. Tư muốn yêu từ đầm sâu. Vợ tôi lớn nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông khoai thế nếu muốn gia đình ấm êm, chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu đang ngủ say cũng phải thức